Vụ Tuấn Tân Đèn bị bế, Khánh có tham gia vào chuyên án không? Không. Khánh chỉ nhắc Tuấn vào má từ lâu rồi. Khánh nhắc Tuấn vào má cảnh báo từ lâu rồi. Bảo nhìn gương của Trần Đình Sang đấy, Trần Đình Sang Yên Bái đấy. Bao nhiêu tấm gương chống đối. Thích làm màu làm mè trên mạng. Không tồn tại được. Mấy con cá rô đồng Tuấn phò má dính tí nước biển cứ tưởng mình là hải sản là dở rồi. Nên nhớ ấy, ở Việt Nam chỉ có Bác Hồ là vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Anh em thấy Khánh nói đúng không? Tuấn phò má với Tuấn. Tuấn phò được. Hỏng. Cháu đã hỏng rồi. Giờ này cháu lại đang chân kiến trong tù rồi. Juventus. Đội hình Juventus này có thêm siêu tiền đạo Tuấn Phò Má. Dở đi chống đối lực lượng thi hành công vụ. Dở rồi. Chú Dũng nuôi đàn em kiểu gì? Trẻ chú ý. Sao ông lại vào đây bình luận thế nhỉ? Luật nhân quả nó không chừa một ai đâu anh em ạ. Luật nhân quả sẽ chẳng tha cho một ai. Bạn nếu chơi nghĩa tình thì chắc chắn anh em bên đâu. Đời của chúng ta chưa từng hề giống nhau. Chào thám tử Khánh là sao? Khánh nhà cai có thực hiện chuyên án Tuấn Phò Má đâu mà gọi là thám tử Khánh là sao nhỉ? Vụ Tuấn Phò Má Khánh nhà cai không nhúng tay nhá. Khánh Phật. Khánh biết chú Dũng Trọc bỏ vợ không? Người ta không hợp nhau nên chuyện bỏ nhau đó là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà không. Khổ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lo việc ra nhà đình nhà mình đi. Sống với nhau mà nó không hợp nhau mà nó hết hạnh phúc, hết duyên rồi thì đường ai nấy đi, nó nói chuyện bình thường, có cái gì đâu mà cứ vậy hỏi mình đau đầu. Ai thế thôi, ở với nhau nó khi nó không còn mặn nồng nữa thì nghỉ cho khỏe, có cái gì đâu mà cứ phải làm quá nên bỏ vợ này lấy vợ khác, chia tay chồng này thì lấy chồng mới. Khánh này thuộc loại giỏi đấy à.
Chưa tài đâu anh ơi, em bình thường thôi, chưa tài đâu. Em chỉ là con một con tướng trên một bàn cờ thôi, không ăn thua. Chưa tài đâu, Khánh vẫn chưa tài đâu, sắp tài thôi. Chú dạo này có vẻ chứng chạc hẳn, cảm ơn anh Trường An nhé. Chúng là lớn rồi, qua tuổi dậy thì rồi. Chào gia dụng xốp nhá, qua tuổi dậy thì rồi, trưởng thành rồi. Khánh dậy thì thành công rồi, em thẻ. Anh chào thẻ nhá. Ok em. Khánh nó chùm thế giới rồi, tuổi trẻ tài cao tầm cứ bố của hiệp sư gan. Sao lại nói thế? Năm bầu sô, Nguyễn Bá Sơn Năm, xin chào năm bầu sô. Bạn này sao bạn này bảo tôi là chùm thế giới là sao? Thôi. Nói với trẻ con mô giáo nó cười tôi đấy bạn ạ. Ra đường bây giờ mẹ cứ đi tầm 9-10 giờ toàn Triệu Tử Long với cả Quan Văn Trường nó mang phóng lợn nó đi. Bạn này bảo tôi là chùm thế giới, tôi bình thường thôi. Hôm nào anh có đi đám cưới anh Tùng Dương không à? Anh chưa biết em ạ. Tùng Dương thì có mời nhưng mà anh chưa biết có đi không vì là anh đang rất là nhiều công việc. Công việc của anh nó là việc liên quan đến đấy. Anh đang bị ấy mà. Anh sắp bị như Tuấn Phó Má rồi. Long Phú Quốc sắp mở quán bar đấy anh Khánh ạ, à, ụt kinh, tôi chúc mừng. Nếu mà thằng Long nó mà Long Phú Quốc mà mở quán bar thì chó mới đi Honda nhá, Khánh nói một câu đấy. Long Phú Quốc mà mở được quán bar thì chó biết đi Honda nhá, con chó nó còn biết đi Honda, xe Honda luôn. Chó biết mặc váy, mẹ cái loại thằng Long Phú Quốc. Mở quán bar nhưng mà Long làm vị trí gọi là trông xe hay là dọn nhà vệ sinh, tư lệnh nhà mét. Hả? Anh em gọi Long Phú Quốc nó mở quán bar là nó làm vị trí còn trông xe hay là tư lệnh nhà mét, Long nhà vệ sinh. Nó Phú Quốc mà con ba nghe gấu quá nha. Càng đét vậy, nét càng đét vậy nhỉ. Trong xe mà mất cái xe nào thì lại dở. Tư lệnh nhà mét luôn à? Anh ơi, tư lệnh nhà mét là gì? Ngày xưa trong Juventus ấy, tư lệnh nhà mét thì gọi là đi lau cỏ nhà vệ sinh ấy. Tầng lớp nhân dân tệ, chuyên lau nhà vệ sinh cho các ông tướng tượng sĩ quan bộ đội bộ trảo buồng trưởng trực sinh. Mày đã đi Juventus đâu mà biết, không đi nhưng mà nghe anh Tấy đi anh kể thì biết như nào. Tuấn Phò Má mà đi tù thì cũng lại đi nào lau nhà mét thôi. Chào anh em Hưng Yên nhá. Tuấn Phò Má đang đi chăn kiến, chuẩn bị đi chăn kiến trong Juventus rồi. Tư lệnh nhà mét. Nói phét vừa rồi, nói phét đâu. Giờ hết vẹo rồi, mất hết tương tác. Khổ. Tôi không kiếm tiền trên TikTok. Nên là tôi không cần tương tác, bạn đâu nhá. Tôi ngồi một mình thì tôi buồn thì tôi nên tôi live stream để cho vui, còn tương tác làm cái gì. Khánh vào chắc cũng làm tư lệnh nhà mét à? Thôi Khánh mà vào ấy nhá, ngồi ghế ông trùm luôn. Chào Loan Bun nhá. Riêng Khánh như cai mà vào ấy, ngồi ghế ông trùm luôn. Tất cả các đại bàng đầu gấu phải nhường sân cho Khánh như cai, nhiếp chính, buông màn nhiếp chính.
anh Khánh Nhật Cai một khi đã sa chân vào trong Juventus thì làm gì có chuyện anh phải đi nâu nhà mét mới cả làm tầng lớp gọi là nhân dân tệ, ăn trên ngồi chốc, chỉ còn là ông tướng ông tượng thôi, tất cả các đại bàng đầu gấu phải nhường các chân chơi cho các em của anh, hiểu nhờ sĩ quan bộ đội bùa chảo. Nhạn nhí nhạnh vào làm đại bàng không à? Nhạn Hải Phòng tội gì mà vào tù làm đại bàng? Khánh biết gì về giang hồ Tiểu Cương Hải Phòng không à? Bố anh cũng là người gốc Hải Phòng. Anh sống ở Hải Phòng cũng mười mấy năm, anh cũng chưa nghe thấy đầu gấu nào là Tiểu Cường Hải Phòng cả. Nhưng mà chắc là cũng là có tí mật, có tí gấu thì chắc là ông đấy cả đang thành danh ở trong đất Sài Gòn thì mình không biết. Chứ còn các anh lớn số má đại ca ở Hải Phòng thì chưa nghe thấy ai là Tiểu Cường cả. Có thể là người ta thành danh ở đất phương Nam Sài Gòn. Mình chưa nghe chồng của nam em à? Đúng rồi, mình chưa nghe, chắc có tí gấu. Nhưng mà nếu mà là hàng xịn Hải Phòng, người ta không lên mạng live stream đâu. Dân giáo ở xịn Hải Phòng, người ta không lên mạng live stream đâu. Đấy là một đặc điểm nhận dạng. Tất cả ra ngoài phòng nha, các đại ca anh lớn mọi thời đại, từ quá khứ đến hiện tại luôn, từ thời trước giải phóng, sau giải phóng, đến thời cô Dung Hà, đến thời hậu cô Dung Hà nhá, chưa một anh lớn một đại ca nào. Chưa mà anh nhớ đại ca nào lên mạng bao hoa chích chòe nha.